Lẫn lẫn nhiều văn chương hà lâm đau một hồi là mất hứng rồi. Alo mất hứng thì khó kiếm. Alo mất tắt thì lúc này mất tắt mất cái gì kiếm dễ cho mất hứng khó kiếm. Alo mất rồi. Tôi mỗi lần mà tôi mất hứng tôi kiếm cũng khó, mất tiền mất bạc mất vàng kiếm được chứ mất hứng kiếm được. Với bây giờ là du lịch bây giờ Việt Nam mình nó cấm chèo bằng cái chân á, chứ mấy cô này hồi xưa chèo bằng cái chân không à? Dạ. Ừ, hồi mấy năm trước tôi đi á chèo bằng chân không à. Bây giờ nó không có cho chèo chân nữa, mất lịch sự. Mấy người nước ngoài ra này kia nọ người ta đánh giá mình. Cho nên bắt mấy chị phải chèo tay phải không? Chứ hồi xưa mấy chị chèo chân không phải không? Ờ, hồi xưa chèo chân không à? Được, nằm ngửa ra hai cái chân đạp đạp vậy nè. Đạp ào ào luôn á, kỳ đó tôi đi mà. Ờ, đó anh hỏi chị cho tôi, thấy nó giỡn đâu, nó thiệt á. Chèo bằng cái chân mà giờ nó dễ hơn chèo bằng tay. Mạnh hơn nữa. Ờ, cái lực nó mạnh hơn nữa mà chèo không mệt. Vậy nhớ quê hương cũng hay, nó vô đây á. Như trong chuyện đầu năm không hay gửi nhớ quê hương cũng được hay nè, quê hương mình cho nhớ quê hương ông cha được mà ông cha được nhưng mà không có hay tại vì cái rắn ruột mình cha mới hay. À, đây là cái cái đại mấy cái giọng cỏ đi rồi. Cái này nó quan giả phải không? Con không con không rồi bắt đầu vô nè, có nay rồi nè, nay tính nhiều lắm. Quá đẹp luôn. Có nay không? Có nay cọp. Ôi, vô cái động này. Cái động này là có người đục khoét nè. Cái động này không có động, không có thiên nhiên. Phải không? Phải không em? Ờ, à, tôi biết, tôi có đi rồi, tôi biết mà. Coi như đục khoét lại, à, cho nó bự ra, đừng đi dễ. Chứ hồi xưa mình chưa có sửa sạn lại thì nó nhỏ xíu mà khó đi. Động này động gì ta mà lần nữa có để cái bản tên hết trơn à, sao giờ nó không có để. Qua một năm ruột rối ta nhau một đời trên đất mẹ vui khắp nơi.
Qua cái động có rượu đó, động có động rượu phải chưa? Ủa không có, tôi này không có hả? À tôi này không có rượu. Ủa đi chính hang nữa không mà đi mới mình biết thêm. Nè con rùa nổi nè, rùa nè, thấy rùa không, rùa nổi nè, giống không, giống rùa nổi không, nó nổi đầu nó chào quý khách đó, thấy không? Bắt ta phục vụ hoài sao? Phải phục vụ lại chứ. Quá đẹp luôn. Quay hoài không biết mỗi tay là sao. Anh có chụp không hay là anh quay phim à? Quay phim không à? Dạ. Dạ em không biết chụp hình chị ơi. Ai cũng mất cỡ hết trơn vậy. Có gì gì anh em đó. Em biết quay phim mà chị ơi, em không biết chụp hình. Dạ. Bác ơi, bác hát nữa kìa, bác ơi. Hồi đó đi học á, người ta hỏi quay phim với chị Bình chọn cái nào, cái mình chọn quay phim. Thành ra bây giờ mình không biết. Thành ra bây giờ mình không biết chụp hình. Công cha như núi Thái Sơn, nghe mẹ như nước đông nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ yêu mới là đạo con. Ôi cao quý thay cho những ai còn có mẹ, mà trên áo trinh nguyên còn cài duyên một. Trời ơi, khán giả quá trời á, ngóng nghe kìa, thấy không? Sao vẫn không vỗ tay vậy vậy? Vỗ tay lên, vỗ tay lên. Vỗ tay kìa, vỗ tay không nghe. Kêu vỗ tay liền, thấy không? Đời cao quý một thanh tình trong vòng vô biên. Trên cõi đời này có tình nào đẹp bằng tình mẫu tử thiên liên. Trong các loài thảo mộc có hoa nào đẹp bằng hoa hồng cài trên áo. Hay quá kìa. Tình nào đẹp bằng tình mẹ thương con, miệng nhai cơm mắm à, lưỡi dừa cá xương. Bông hồng cài áo là để nói lên một tứ tình cao cả thiên liêng như biển rộng sông dài. Mày quay về thấy ngọn núi luôn nè. Dù trọn kiếp mỗi pha cũng chẳng phai. Thấy mặt hai người đẹp mà thấy hai ngọn núi luôn. Đó là tình thương của người mẹ hiền cao cả. Suốt đời đầy chỉ sống vì con. Đèo non mới biết nỗi cao, nuôi con mới biết công lao của mẹ hiền. Lòng mẹ như lòng biển bao la, nhưng rất hiền hòa, không gần sông gần xa. Để cho ông vỗ tay theo dạ. Mẹ bao la tuôn theo dòng xưa. Mấy người chèo ghe thiền thì khỏi. Như đây. Mấy người chèo thiền á, vỗ tay mới hay. Thì lòng mẹ hiền muôn trường khó mà dơi. Mẹ nuôi con đâu tính ngày tính tháng.
mong con lành mạnh khôn lớn hơn mẹ danh. Đó là điều mẹ hằng mong ước, dẫu hàng gì mẹ vẫn không màng. Tình mẹ hiền ngàn năm cao cả, đời ta biết.